Chào mừng đến mới channel của mình là Anh Sứ. Hôm nay chúng mình sẽ gặp bay và gặp thuyền nhé. Tiếp theo chúng ta cùng gặp thuyền nhá. Xong chúng mình thả, cùng thả xuống nước nhá. Chúng ta gặp thuyền thả xuống nước nào. Bạn ơi, mình ăn bim bim. Ngon không bạn? Đó. Bạn anh xuống là gặp thuyền cái này. Các bạn ơi, không xong chiếc thuyền rồi nè. Rồi. À, chúng ta cùng thả thuyền vào nước đi. Nào bơi nè. Bơi nào. À, thuyền bơi chậm nhỉ? Bơi chậm quá. Thuyền đấy các bạn ơi. Nào, chúng ta cho nước vào đây nè. Nào, chiếc thuyền cạnh suối nào các bạn ơi. Đây là suối đấy. Ấy, thuyền đang bơi ngoài suối đấy. Các bạn ơi. À, chúng ta cho chở thuyền cho thuyền chở bim bim đi. Nào, để bim bim lên cho thuyền chở nào các bạn. Bỏ tay ra bạn, anh xuống bỏ tay ra kệ nào. Xong cho vào đây. Không ướt được đâu. Suối nè, con thuyền đang lênh đênh trên biển đấy. À, đang chở gì à? Chúng ta cho chở hạt mít nhá. Cho thuyền chở hạt mít nào. Ui, thuyền chở được nhiều thứ quá. Thuyền chở nhiều thứ lắm các bạn ơi. À, mình cho thuyền chở một cái gì nữa đi. Mình cho thuyền chở cái chén uống nước đi. Wow, thuyền chở được nhiều thứ quá. Mà thuyền không ngập được. Wow. Biển. Chúng ta cùng theo dõi bạn anh xuống gặp máy bay dưới này. Đây là bạn bế bông chào mọi người đi. Này, chúng ta cùng theo dõi bạn anh xuống tập máy gặp máy bay bằng giấy nha. Các bạn ơi. Các bạn chào anh xuống, anh xuống chào các bạn. Đây đang gặp máy bay bằng giấy đấy các bạn ơi. Bây đâu bạn chuẩn bay một tí nào rồi. Bây giờ chúng mình cùng phi nha. Đúng rồi, bây giờ chúng mình cùng phi nha. Đi theo bạn anh cùng phi nào. Bạn phi đi. Wow, wow, máy bay đẹp quá. Ôi, chiếc máy bay đã hạ cánh ở đây các bạn ơi. Yeah.